Xin chào ba mẹ nhé. Baby xin giới thiệu mẫu ghế ô tô Graco cho bé từ sơ sinh đến 7 tuổi. Đặc điểm của các dòng ghế từ sơ sinh là ba mẹ có thể lắp xuôi lắp ngược được. Ghế này là tiêu chuẩn dây lát Isofix Mỹ ạ. Tấm đệm sơ sinh màu trắng kem đây ạ. Bé sơ sinh thì mình sẽ dùng thêm tấm đệm này để bé được ôm ấp hơn ạ. Phần đầu có thể điều chỉnh được cao thấp ạ. Đệm ghế của Graco khá là thoáng khí và thiết kế của Graco cũng khá là thoáng, dành cho các ba mẹ thích một chiếc ghế thoáng này và thiết kế đơn giản, dễ sử dụng. Phần đầu có thể điều chỉnh sao cho vừa với bé. Có nhiều nút điều chỉnh ạ, điều chỉnh từ sơ sinh đến bé 7 tuổi hoặc bé 36 cân. Rất là cao. Ghế có thiết kế đỡ chân cho bé được đến 2 tuổi. Đây là hãng ghế duy nhất có thiết kế này ạ. Ghế có thể điều chỉnh được độ ngả phù hợp với bé và phù hợp với ghế gốc của ô tô của mình ạ. Đấy ạ. Khi mà ngả ghế thì phần đáy của ghế nó sẽ ra phía ngoài của phần so với ghế ô tô của mình đấy ạ. Ghế có thể lắp dùng Isofix hoặc dùng dây đai của ô tô đều được ba mẹ nhé. Đây là lắp bằng Isofix thì rất đơn giản. Có hai cái chốt hai bên ấy, mình chốt vào phần tiếp giáp của ô tô là được. Sau khi lắp hai chốt xong thì mình kéo căng dây lại. Sau khi lắp xong thì ghế thành một khối thống nhất với ô tô của mình, rất là an toàn ba mẹ. Ghế có rất nhiều độ ngả, ba mẹ có thể lựa chọn cho phù hợp nhé. Ghế có cảnh báo lắp sai ba mẹ nhé. Hãng Graco là một trong những hãng ghế tốt nhất thế giới. Và mức giá của ghế này thì Baby City sale được mức 5 triệu cũng là mẫu ghế đáng mua nhất. Ngoài ra phụ kiện của ghế thì có hai cái cốc mình có thể lắp vào để cho bé để cốc uống nước được ạ, hoặc là bình sữa tiện mang theo. Ghế cũng lắp bằng hai thao tác rất là đơn giản. Nếu bé nhà ba mẹ bụ bẫm thừa cân thì có thể chọn mẫu này cũng rất là thoải mái được đến 7 tuổi. Ba mẹ cần một chiếc ghế tốt thì tới Baby City nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các video sau.